Thanh đô và Thanh Vy xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 12 năm 2022, chương trình sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Ngay bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin nổi bật. Xe khách bất lái lao lên giải phân cách tại Bình Dương. Cảnh sát giao thông phát hiện xe vi phạm chở một tấn pháo nổ tại Hà Nội. Mâu thuẫn tại quán ăn đêm, năm thanh niên bị đâm tử vong. Cảnh báo ung thư phổi ở người trẻ hút thuốc lá. Công an thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp công an xã Trung An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ va chạm giữa xe máy và xe ba gác là một thanh niên nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 15 phút sáng nay, một nam thanh niên lấy xe máy mang biển kiểm soát 63C1-10694 của hộ dân trên đường Đoàn Thị Nghiệp, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điều khiển lưu thông từ đường Trần Văn Hiển, và rẽ vào quyện lộ 93. Khi đến đoạn thuộc xã Trung An, thành phố Mỹ Tho, thì thanh niên này điều khiển xe máy lấn sang trái đường, tông vào xe ba gác đang lưu thông trên quyện lộ 93. Gia chạm mạnh khiến nam thanh niên đi xe máy ngã xuống đường, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ vụ việc. Thưa quý vị, cả tài xế và hành khách trên xe đều hốt quản khi xe khách bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách trên quốc lộ 13, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương. Công an thành phố Thủ Dầu Một đã xử lý hiện trường, đồng thời điều tra làm rõ sự cố. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Sự cố xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Xe khách mang biển số thành phố Hồ Chí Minh lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Bình Phước. Khi đến đoạn thuộc phường Định Hòa, chỉ còn cách ngã tư sở sao khoảng 500 m thì xe bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách. Ghi nhận tại hiện trường, phần đầu xe nằm đè trên giải phân cách. Rất may không có thương vong về người. Công an thành phố Thủ Dầu Một đã lấy lời khai tài xế. Một xe cẩu cũng được đưa đến hiện trường để di dời phương tiện gặp nạn. Còn tại Hà Nội, quá trình dừng xe tải để kiểm tra xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe chứa một tấn pháo nổ. Theo ghi nhận, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 18, đoạn co quyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, tổ tuần tra thuộc đội cảnh sát giao thông số 15 đã phát hiện và cho dừng xe tải biển kiểm soát 29H58873, vi phạm lỗi không chấp hành chỉ dẫn dạch kẻ đường. Quá trình làm việc, tài xế Nguyễn Đăng Hiếu, 33 tuổi, trú thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, có biểu hiện nghi vấn, nên tổ công tác đã kiểm tra phương tiện và phát hiện hàng chục thùng lớn, bên trong chứa tổng cộng một tấn pháo nổ. Bước đầu, tài xế Hiếu thừa nhận vận chuyển thuê số pháo trên từ thị xã Sơn Tây đi thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, với cước phí 15.000 đồng một km. Nam tài xế cũng thừa nhận đây là lần thứ hai vận chuyển hàng này, nhưng không biết bên trong là pháo nổ. Hiện vụ việc được bàn giao cho công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Lê Công Tuấn, 18 tuổi trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga. Trước đó do xảy ra mâu thuẫn tại một quán ăn, đối tượng này đã dùng dao đâm chết người. Nạn nhân trong vụ việc là Lưu Hải Dương, 19 tuổi, trú tại xã Quảng Tiến, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 5 tháng 12 vừa qua, sau khi nhậu xong, Dương cùng hai người bạn đến một quán để ăn tối, thì gặp nhóm của Tuấn đang nhậu tại đây. Do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm của Dương cầm ghế lao vào đánh Tuấn, nhưng sau đó được mọi người ở quán can ngăn. Bực tức nên Tuấn chạy về nhà lấy dao rồi quay lại đâm Dương gây thương tích. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Theo cơ quan điều tra, Tuấn từng có một tiền án về tội cướp tài sản, mới mãn hạn tù vào tháng 7 vừa qua. Về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam hai vợ chồng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 370 tỷ đồng của nhiều bị hại. Theo điều tra ban đầu, năm 2004, vợ chồng Trần Văn Quang và Trần Thị Thanh Nguyên, trú phường Phước Hòa, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Nguyên, chuyên kinh doanh hàng tạp hóa. Quá. quá trình kinh doanh và mua bất động sản, công ty này đã thế chấp 27 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các ngân hàng để vay tiền. Sau đó, để có tiền trả nợ dai, vợ chồng Hoàng và Nguyên đã dây mượn tiền của nhiều bị hại. Đến nay không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền cả hai chiếm đoạt của các bị hại là hơn 370 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng. Công an thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũng đang tạm giữ 3 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Nhật, 21 tuổi, Trương Lĩnh Thanh, 23 tuổi và Mai Văn Tính, 20 tuổi, cùng ngụ tại địa phương để điều tra về hành vi quỷ hoại tài sản. Cùng bị điều tra về hành vi trên, nhưng BVD 16 tuổi đã được gia đình bảo lãnh. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 2 tháng 12 vừa qua, sau khi nhậu xong, Nguyễn Văn Nhật có rủ Trương Lĩnh Thanh, Mai Văn Tính và Phạm Vũ Duy dùng khẩu trang che biển số xe máy rồi đi loanh quanh phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự. Thấy xe ô tô đậu bên lề đường thì dừng lại dùng gậy ba khúc đập phá. Nhận được tin báo của người dân, ngay trong đêm, công an thành phố Hồng Ngự đã bắt giữ 4 đối tượng trên. Qua làm việc, các đối tượng thừa nhận hành vi đập phá 3 xe ô tô và một xe tải. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo các chuyên gia Người hút thuốc lá có khả năng mắc ung thư đường hô hấp cao đến 30 lần so với người không hút thuốc. Ngày nay thì tỷ lệ người trẻ tuổi mắc ung thư phổi đang có dấu hiệu gia tăng, trong số đó thì có tới 90% là do sử dụng các loại thuốc lá. Thành thiên nếu mà các em hút thuốc càng sớm thì cái cái nguy cơ mắc bệnh cũng như cái mức độ trầm trọng của bệnh thì nó sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. phần 10% ung thư phổi là do cái phản ứng cái thái độ của cộng đồng với cái hành vi hút thuốc lá nơi công cộng là một cái 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 cái, cái nội dung rất là quan trọng à, về cái việc đặc biệt là những ví dụ những người mà người ta không hút thuốc lá chẳng hạn, người ta dám lên tiếng nhắc nhở những người hút thuốc lá hút đúng nơi quy định và chúng ta coi cái hành vi hút thuốc lá không đúng nơi quy định là một cái hành vi cần phải được để thay đổi. Hiện nay, những tổn thương ở phổi có thể phát hiện sớm bằng các phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Do đó, bên cạnh việc hạn chế hoặc bỏ hút thuốc, thì những người hút thuốc lá, người làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với các chất độc hại trong thời gian dài cần khám sức khỏe định kỳ 3 đến 6 tháng một lần để phát hiện sớm những bất thường về phổi và điều trị kịp thời. Về hoạt động sản xuất của người dân Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều diện tích rau màu phục vụ Tết Quý Mão 2023 của nông dân ở Ninh Thuận bị thiệt hại nặng. Đến sáng nay, tại cánh đồng rau ở phường Giang Hải, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, nhiều diện tích rau màu vẫn đang bị ngập nước. Tranh thủ khi trời nắng, bà con nông dân tiến hành xử lý các loại rau màu bị hư hại để tránh ô nhiễm đất. Nhiều nông dân cho biết, mưa lớn khiến rau màu ngập sâu trong nước, bị thối rễ nên phải nhổ bỏ. Giờ muốn xuống giống vụ mới cũng không kịp. Theo thống kê, chỉ điên phường Giang Hải, hiện đã có khoảng 117 hecta rau màu của hơn 440 hộ nông dân bị thiệt hại sau đợt mưa lớn vừa qua. Quỹ ban nhân dân phường đã cùng nông dân vận chuyển 6 máy bơm hút nước liên tục nhiều ngày qua. Một số khu vực nước đã rút nhưng cây trồng không khôi phục được. Còn lại một số diện tích khác vẫn ngập úng cục bộ. Địa phương vẫn đang tiếp tục bơm thoát nước để hỗ trợ nông dân. Tiếp theo sau đây sẽ là những thông tin về giá cả tiêu dùng đáng chú ý trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Bước vào mùa thu hoạch nên trên thị trường có nhiều loại dâu tây. Tuy nhiên, tùy vào xuất xứ mà dâu tây được bán với các mức giá khác nhau. Cụ thể, dâu tây Hana Sơn La có giá dao động từ 300.000 đồng đến gần 1 triệu đồng một ký. Dâu tây Hàn Quốc có giá từ 600 đồng đến 800.000 đồng một ký. Dâu tây Nhật Bản lên đến 1,5 đến 2 triệu đồng một ký tùy loại. Những ngày qua, do ảnh hưởng thời tiết bắt đầu rét đậm, các loại rau xanh tăng giá từ 10 đến 15%, thậm chí một số loại rau tăng 30%, có thể kể đến như súp lơ, xà lách hiện được bán với giá 50.000 đồng một ký, bắp cải 40.000 đồng một ký, cải ngọt 55.000 đồng một ký. Nhân dịp Festival qua Đà Lạt lần thứ 9, Du khách khi đến Đà Lạt sẽ được chiêm ngưỡng một trong những điểm nhấn độc đáo, à, đó là những bức bích quạ dọc theo đoạn đường phía trước chùa Linh Sơn. Và ngay bây giờ hãy cùng người đưa tin 24 giờ tham quan một dòng xem địa điểm này có gì thú vị nha. Các bức bích quạ được thực hiện là hình vẽ mô phỏng những công trình kiến trúc tiêu biểu của Đà Lạt như nhà ga xe lửa Đà Lạt, dinh bảo đại, trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt và tòa nhà cục bản đồ Đà Lạt. Ngoài ra còn có các địa điểm nổi tiếng đặc trưng ở Đà Lạt như chợ Đà Lạt, Dường Qua. Những bức bích họa này không chỉ hưởng ứng Festival Đà Lạt lần thứ 9, mà còn được thực hiện với mong muốn nghệ thuật sẽ truyền cảm hứng, hướng tới những giá trị tốt đẹp, sống có trách nhiệm, tạo nên sự khác biệt, giúp cho thành phố ngàn qua thêm hấp dẫn du khách. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Người đưa tin 24 giờ cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.